Hai cô chú ơi, good morning. Đó, thấy được cô chú lên múc muỗng đưa. Cô đố cô chú chay đang ăn gì? Tăng 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 tăng. Chị ăn cereal. Trời ơi, bây giờ mày ba mới khám phá chay với ăn cereal, mẹ không biết luôn. Trời ơi, có ăn mà nhai kìa. Mẹ đâu có biết con thích ăn cereal, biết ăn cereal đâu chay. Bởi mẹ đâu có bao giờ mẹ cho đâu biết. Chỉ để mẹ mua mấy cái good cereal để mẹ đi mua. Bữa nay để mẹ đi mua mấy cái organic cereal cho con ăn nha. Nha, bữa nay mẹ đi Whole Foods nha. Cái gì? Hơ gì? Ready? One. Oh, da. Ready? Open one. Your mouth. Hi baby, just let her eat that song. Ăn mì không mấy kỳ, rất kỳ lại ăn vậy. Rất kỳ, sao mà cái chay nó không hù nó vậy được. Hù nó vậy là nó còn chó nó kỳ ăn thêm nữa. Thừa gì? Thừa gì con muốn này hả? Con muốn này hả? Cái này là cái hộp CD. Ồ, con muốn làm gì? Oh, frosted flakes. Cái hộp đó hộp cereal. It's a good way to spill all the cereal on the floor. Yeah. Mẹ thích cereal là mẹ thích frosted flakes đó chị. Còn thích cái này không? Ăn nó ngọt ha. Ăn mấy gì vậy? Trời, có một thời mày cũng ghiền cereal lắm chị. Ghiền mùa xong cái tự nhiên giờ ăn ngán luôn. Kỳ ơi kỳ ngon đó. It's a beautiful day. Chay mới ngủ dậy đó cô chú ơi, chay ngủ dậy lúc 9 giờ. Ôi, hai mẹ con đồng. We need to go to Costco. Hả? Baby, I don't like to go to Costco for the milk. It's just too much. We gotta go there anyway. What do we need to buy at Costco? You forget again? Yeah. I don't want to go because if we, when we go to buy one, we're gonna end up buying the ton. I swear to God. You remember why we never go there and buy one. You remember why we had like, to go there, like right? When I go there to buy the water, I ended up spending so much money. Oh my God. Oh wow, let's buy that. Good deal, good deal. I wanted to go and buy the water and I ended up buying the toothbrush and all the No. All the unnecessary things? I swear. Oh, you said yeah. Never mind, you said that. Huh? We wanted to buy those large claws, but you said that they don't have it. Yeah, they don't have it. Maybe they lied to you. No, in the some different location. Oh, it's only at one location? No, you can't play like that. Nè, bây giờ có ăn nữa không? Không ăn nữa là nghỉ phép nha. Không có chơi kiểu đó nha. Chứ chưa, đâu ăn nhiều đâu. Chứ tầm bỉ, tầm bả đó mà. Vậy sao vậy, hôm qua là ba... Hôm qua là ba cho con ăn vậy, 2-3 muỗng vậy là xong breakfast đó hả? Ba hôm qua ở nhà ba cho ăn 2-3 muỗng vậy là xong không? Chứ đâu có ăn hết được cái hũ này. Open your mouth. God bless you. Đây cô chú ơi, sau một hồi không ăn cereal, mẹ tìm mọi cách. Bây giờ mẹ lấy cái này ra cho chay ăn. Đây nè. Ăn không? Ăn không, hồi nãy cũng mới nói ngon mà sao giờ không ăn? Ngon hả? Đây nè. Cô chú biết chay đang ăn gì không? Chay đang ăn đùi gà nướng. It's all of a sudden, it's snowing. Yeah. Man, welcome to Michigan. Welcome to Michigan. I don't think this week is warm. Jay can't go out this week. It's so cold. Nữa không? Nữa không? Giờ ngồi gỡ từng miếng thịt cây cho nó ăn đó cô chú. Ngon, nó không nó mà không ngon cái là kêu có mời nó thỉnh nó cũng ăn nữa. Xạo lắm. Cô gì đó, cô
có cô em, mình có cô em nó nói là ăn chay hả, nhỏ bằng hạt tiêu vậy đó, nhỏ bằng hạt tiêu vậy đó mà còn biết đồ ăn ngon, đồ ăn dở. Phải không chay? Con là tiêu gì? Con là tiêu hộp hay là tiêu soạn? Hả chay? Chay là tiêu gì? Đó, vừa ăn vừa coi á cô chú. Hồi nãy giờ là kêu ăn cereal, không ăn nhả ra, nhả hết. Giờ ngồi xé thịt gà ăn, coi được đời không? Trời ơi, nó ăn được một lần hai cái đùi gà luôn nha cô chú. Đùi gà mày nướng ngon chưa ha? Cái con Oops. Rồi, nó kỳ đây rồi. Đi xuống với kỳ không? Xuống đây. Xuống đây. Kêu nó kỳ lại đi, kêu nó kỳ. Con nói đi kỳ. Con nói đi. Con làm gì nè, kỳ ơi, lại đây, lại đây. Xuống đó. Good job, JD. High five. Kéo áo xuống, đúng rồi. Nói sao con nói kỳ. Nói gì đi. Mày lấy cái sợi dây này. Nè chay, đeo vòng vô tay đi chay. Thế, đó, đeo vòng vô tay đi, đeo vô đi. Chay mới ngủ dậy nè cô chú ơi. Chay mới ngủ dậy. Hi Lucky. Hi. Đeo vòng cho Lucky đi chay. Lôi Lucky lại đi. Ủa, kỳ lên trở này à. Đi đâu? Đi ngoài hả? Đi ngoài hả? Rồi đi đi. Đi đi, mở cửa đi đi. Mở cửa, ba làm gì ngoài hả? Ba đang làm gì ngoài á? Đi đi. Where's daddy? What's daddy doing? Hi, honey. Daddy's fixing the chair. Yeah. Gotta tighten it up, right, JD? Nope. 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 Shoo, shoo. Shoo, shoo. Shoo, shoo. Shoo, shoo. Hai cô chú đi, chào cô chú đi nè. Dạ. Đây nè, con chào cô chú đi. Hi. Thế đó đỡ đầu đi con, đổi đó lên đầu đi. Đổi đó lên đầu đi. Hả, đổi lên đầu đi. Gì vậy, leo lên hả? Làm gì, kiếm kỳ hả? Kiếm kỳ hả? Cho kỳ đó, đi lấy đồ chơi cho kỳ đó cô chú. Hai, cô chú ơi, cô chú có chơi đợi gì nè. Đó, con này. Đổi vô đi. Đổi vô. Đổi không, mẹ không đổi đâu, không đổi đâu, mẹ không đổi đâu. Con đợi đẹp hơn. Con đợi đẹp hơn. Đừng. Đợi đi. Đợi cho cô chú đi. Đợi cô chú làm sao, cô chú đợi. Đợi cô chú làm sao. Đợi cô chú làm sao. Chị đang ăn. Trời, clean my face, do, 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 do. Clean my arm, do, 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 do. Gì vậy? Giữ ta, nhìn nè. Giữ ta. Nhìn nè, nhìn cô chú kìa. Đó. Giữ chưa, giữ. Open your mouth. Giỏi quá. Open your mouth. Eating rice. Đó, coi cô chú con dây nó ăn mà nó làm messy vậy trong cô chú này. Ngồi dậy ơi. Đó, coi cái mặt nó kìa, nó là Nguyễn Thị Messy mà. Rồi, bóc tầm 7. Ngồi lên, ngồi lên coi.
Rồi lên cho cô chú coi con à. Yeah. Ừ, cho cô chú ăn á hả? Bây giờ mẹ ăn miếng à. Yummy. Clean my face. Clean my face. Clean my face. Úi trời ơi. Đó, clean my face đó cô chú. Đó, rửa mặt đó. Dữ chưa? Coi có mặt có tàn, có mặt có mặt có tàn nhang không? Con mặt có bị mụn, bị thâm, bị tàn nhang gì chưa? Hả? Oh baby. So awesome. I saran wrap because it doesn't stick to the paper plate, mm-hmm. So I saran wrap this to this saran wrap. Now it's the whole meal just perfect. Perfect. Đây đi. Nè. Open your mouth. Eat some rice. Eat some white rice. Nó cái chân nói gì đó. Đây nè, đi. Ngồi dậy đàng hoàng. Chay con kêu cô. Chú. Kêu chú đi. Trời ơi, ở trên này mọc thêm cái răng nữa, về đây đưa coi coi. Hả nè, mày coi coi, ngước lên coi. Ở trên này một bên này mọc thêm cái răng nữa nè. Open your mouth đi coi coi. Nè, con ăn này không? Ăn đi. Ăn đi, ăn rau đi, con ăn đi. À, ngon quá, còn cho con ăn này. Cho cô chú ăn đó, đó, cho cô chú ăn đó. Trời ơi, này để tóc nhìn cũng nghệ sĩ quá, để tóc giống xịt keo nghệ sĩ mà. Mà cô chú đâu có biết là do ăn ở dơ đâu. Ăn ở dơ cái mặt dính mỡ không kìa. Con làm đi. Ôi ghê quá, sợ quá. Ê trời, sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Hù cô chú ơi, Ôi trời, sợ quá. Làm được làm ngoài nha. Con peekaboo với cô chú coi. Cướp. Trời ơi làm gì vậy? Trời ơi làm gì vậy? Ok. You ready to go to the gym? Đi tắm chưa? Đi tắm. Yeah. Tắm. Yeah, okay, let's go. Bây giờ nè, lấy xà bông, xè tay ra. Quay qua đây cho cô chú coi nè, rồi xè tay ra. Rồi, xích đây. Đó, đúng rồi, lên xích bụng. Ở lộn gì đó. Con rửa mình con đấy. Đó, hàm cái cà. Đây, đưa tay đây, mẹ cho xà bông để lên. Chị đi. Nè, kiếp mì được. Ha, rồi, đây là xe ta ra. Rồi, chà bụng nha, chà lên, rửa. Kì. Wash your face, wash your hand, wash your arm, wash your arm. Rồi, nữa nè. Wash your face, đi. Nè, quay qua cô chú nè, cô chú coi. Đó. Say good job, JD. bụng muốn cắn dễ sợ luôn. Cái bụng muốn cắn rồi. Nữa đi. Rồi. Wash your arm. Here. Wash your arm. Sao con la mẹ? Nữa không? Con nói xà bông. Con nói đi. Wash your tuck. Rồi. Gọi đâu? Rồi. Gọi đâu đi?
Đó, gọi đâu đi. Wash your tóc do 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 do. Wash your tóc do 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 do. Thấy chưa? Gọi đâu, gọi đâu. Wash your face do 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 do. Wash your face. Đó, xua. Đây nè, đây nè. Đây nè, bé mày làm tóc dựng lên cho cô chú coi nha. Đó, dựng tóc lên nè. Wow. Baby, let's see, look at herself in the... Yeah, look at yourself. Take it, look. JD, look. JD, ooh. Look, camera. Wow, amazing, JD. Look at you, very cool. Who's the cool kid? Who's the cool kid? Are you a cool kid? Are you a cool kid? Chơi chấm nè cô chú ơi, chơi chấm nè cô chú ơi, chơi chảo chảo, chơi sầu chảo chấm nè cô chú ơi. Rồi bây giờ là wash your hand được chưa? Rồi mở ra nha. You ready for water? Yeah. 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 Ok, bây giờ cúp máy đây thì mẹ phải cởi quần chay ra để mẹ rửa hết trong nha các chú nha. Ok baby, turn up the camera because I'm gonna take off her pants. Ready for our story time? Yeah, 5 minute story, JD. Ngồi nằm, ngồi lễ ba ngồi lễ lên. Lễ ba ngồi ba đọc truyện cho coi, lễ lên ngồi đàng hoàng. Đúng rồi đó, JD's ready. The story today is called Trapped in the Death Star. Đó, Trapped in the Death Star kìa. Đó, cô chú thấy không? Oh, baby, can you pause that for a second? Which one? Dun 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 Chơi, nằm đó ba đọc truyện cho nghe, nằm đó em đó. Đó. Trapped in the Death Star. Deep in a space. Deep in space, Darth Sidious, Darth Vader, and their evil empire had built a terrible weapon. It was called the Death Star. This battle station was as big as a moon and could destroy planets with a single laser beam. The Empire wanted to use the Death Star to secure its control over the galaxy. Hay ghê chưa? Hay ghê chưa? Little did the Empire know, the rebels had a plan to stop it. Luke Skywalker, the droids R2-D2 and C-3PO, Han Solo, and Chewbacca the Wookiee were delivering secret information about the Death Star. What about from Yoda? Princess Leia. To the rebels on the planet of Alderaan. JD, where's Yoda? Noda, right? Noda, okay. Jedi Master Obi-Wan Kenobi, also known as Ben, was with them. He was training Luke to become a great Jedi. The heroes flew to Alderaan in Han's ship, the Millennium Falcon. But when they arrived, the planet had been destroyed. The dreaded Death Star loomed in its place. The terrible space station locked onto the Millennium Falcon with a tractor beam. It's pulling us in, cried Han. Thinking fast, the heroes hid in a secret cargo compartment on board Han and Chewie's ship. Stormtroopers from the Death Star boarded the Falcon, but they did not find the friends. Nằm xuống, they were safe for now. Đúng rồi, nằm xuống. Nằm gần ba, okay. Closer. Come here. Come on. Ngâm gần lấy ba.
đúng rồi. Rồi, nằm xuống, okay. Đúng rồi. Han said they needed to shut down the tractor beam to escape. So just then he got a clever idea. If they disguised themselves as stormtroopers, they could sneak aboard the Death Star and find the tractor beam's power source and turn it off. What's going around, little Wiggle? Rồi, đọc tiếp. Yeah, keep continuing. Okay. Nằm xuống đây nghe ba đọc rằng. And two more stormtroopers to come aboard the Millennium Falcon. He and Luke knocked them out before they put on their armor and the group hurried into the space station's computer. R2-D2 located the tractor beam's power source. Ben said he would go shut it down. Luke wanted to go with him, but Ben told him he must stay. The Force will be with you. See, she's reading it too. Mm-hmm. As soon as Ben left, R2-D2 discovered something else on the Death Star's computer. Princess Leia was a prisoner aboard the space station. We have to save her, exclaimed Luke. He, Han, and Chewie raced to the detention level. Han stood guard while Luke found Leia's cell and opened the door. Yeah, I'm Luke Skywalker, he said. I'm here to rescue you. Luke, Han, Leia, and Chewie zipped down.